Người dù
gọi Quảng Trung, một vùng đất trời đất cùng huyền đinh. Làng ta phong cảnh hữu tình, dân cư đông đúc như hình con long. Riêng rừng vừa mát vừa trong, lương chè bát ngát uốn cong sườn đồi. Hãy về làng Quỳnh cùng tôi, nước chè xanh đậm ngọt môi bạc tình. Cây đa bến nước sân đình, lung linh soi bóng hồ sinh bao đời. Ngôi chùa Trung Quảng xinh tươi, mái cong vút giữa trời mây bao trời. Đình chùa Tô Hào xa xưa, 9 năm kháng chiến còn là trong mơ. Hòa bình no đủ bây giờ, chúng ta xây dựng lại cơ đồ cha ông. Quảng Trung tự đã xây xong, đỏ âu ngoài giữa lòng làng xưa. Chuông chùa điểm nhịp xa đưa, Phật Quán Âm tỏa sớm trưa ban lành. Bóng người lộng lộng trời xanh, dưới hồ sen sung kết thành đại hoa. Từ nay dân của quê ta, tĩnh tâm lễ Phật nhà nhà bình yên. Cầu mong cuộc sống thanh nhàn, chúng tay ta hát bài ca kết đoàn. Mai ngày chẳng phải xa đâu, mái đình cũng sẽ đỏ màu ngoài này. Đất quê ta hương vải ngát say, người quê ta thanh lịch đông đầy tháng năm. Mời người xin hãy ghé thăm Quảng Trung Quỳnh mãi ngàn năm đẹp dầu. Bài thi thầm mùa xuân của nhạc sĩ Ngọc Châu. Từng hạt mưa long lanh rơi mùa xuân, và trong ánh mắt lấp lánh lời yêu thương ai ngập ngừng. Mùa xuân đã đến bên em và mùa xuân đã đến bên anh thì thầm. Làn gió khẽ vuốt tóc em và làn gió I'm
vị đại biểu, các vị khách quý thân mến, và ngay sau đây, ban tổ chức chúng em trân trọng kính mời các vị đại biểu, các vị khách quý, quý thập phương xa gần về dự lễ cắt băng khánh thành, nhanh chân trở về với khu rạp chính, với trung tâm sân khấu ngày hôm nay ổn định chỗ ngồi, dự chương trình văn nghệ chào mừng. Một lát nữa sẽ đến với chương trình lễ cắt băng khánh thành của ban tổ chức trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa các vị khách quý, và để một lời cảm ơn chân thành nhất từ ban tổ chức lễ cắt băng khánh thành chùa Quỳnh, chúng em trân trọng kính mời quý vị sẽ nhận một ly trà, một ly trà nóng, một tình cảm đặc biệt của ban tổ chức qua câu hát "Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà", rót lời hát xuống chén trà mời nhau, mời anh xây một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Mời quý vị đến với câu hát "Khách đến chơi nhà" lời mới, sáng tác của nhạc sĩ Lê Minh. Mời quý vị cùng thưởng thức ạ. Khách đến chơi nhà chẳng mấy khi, khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống trên trà mời nhau, rót lời hát xuống trên trà mời nhau. Mời anh xây một miếng trầu, rõ ràng vẫn biết qua cầu gió bay. Xa em đừng áp tay, xa em đừng lên nào, đừng áo tứ thân, đừng thân bỏ qua, đừng ăn cô người đây người ở đứng về. Cho thương anh mắt ngập ngừng trên đề người dương, nhớ người dương thế này, ra miếng trầu đừng tay, ra chén trà đừng chán. Ra ngõ, ôm lấy trong ra ngõ mà trông. Chẳng mấy khi khách đến chơi nhà, đốt than quạt nước pha trà em mời người xơi. Trà này quý vậy người ơi, mỗi người mỗi chén, cho chúng em vui lòng. Chơi nhà chẳng mấy khi, khách đến chơi nhà, rót lời hát xuống trên trà mời nhau, rót lời hát xuống trên trà mời nhau. Mời anh xơi một miếng trầu, dẫu rằng vẫn biết qua cầu gió bay. Dạ em đừng áp tay, dạ em đừng lên ngã, đừng áo tứ thân ân khăn bỏ qua, đừng ngắt câu người ơi người ở đứng về. Chót thương anh mắt ngập ngừng ngay trên đề người dương, nhớ người dương thế này, ra miếng trầu đừng cay, ra chén trà đừng chán, ra người hoa nữ hát thì dối hơi ai lại cay lòng để bây giờ. Ra ngõ ôm ấy trong ra ngõ mà trông. Khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà, khách đến chơi nhà rằng, khách đến chơi nhà. Tinh tăng tăng, tinh tinh tinh, tăng tinh tinh.
thu đi cũng là kính thưa các đồng chí lãnh đạo cũng như sự hiện diện của các quý vị đại biểu, khách quý, các tập thể cá nhân, các nhà tài trợ, các mạnh thường quân cũng như sự hiện diện của bà con cô bác và quý Phật tử mười phương. Và để tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị chúng ta cùng hướng mắt về sân khấu để cùng đón xem một nghệ thuật mà hiện nay đã được UNESCO công nhận, đó là nét văn hóa phi vật thể. Và xin mời quý vị cùng đến với một nét đặc trưng của quê hương suối mỡ Linh Từ. Và hôm nay ở tại trên sân khấu ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với một giá văn. Vâng ạ, chúng ta luôn luôn cầu Phật, cầu Thánh để cầu lộc, cầu tài, cầu bình an. Tiếp theo chương trình hôm nay, xin mời quý vị cùng đến với giá văn Cô Đôi Thượng Ngàn, biểu diễn phụ nữ thôn Quỳnh Xanh. Xin một tràng vỗ tay thật lớn với nét văn hóa này. Ngọc đèn trốn kim môn, cô ra vào. Ngọc đèn trốn kim môn, danh thơm ngoài cõi tiếng đồn. Trong cung thank you.
dòng sông Hương, nước ta chảy trong veo. Cũng gây ra cho nó mọi nhà.
bài văn cũng hát then mang tên đi người người con gái áo hoa của núi rừng tiếng đàn lái hòa cùng câu hát hòa nhịp theo chân bước đi đôi tay tiền người thương ơi có nhớ cô là sẵn đi hoa là thắm đi của núi rừng mang điệu dân ca cho lòng nhớ lòng tên nhớ tên thương cho lòng nhớ lòng tên nhớ tên thương. Gạch ôi nước chảy về đâu nước cuốn gì rào nước chảy gì rào tiếng đàn tiếng khách ngất bao nhiêu lời ca cô lên ngàn cô xuống núi hú vang vang cả núi đồi ơi rừng ơi núi ơi rừng ơi núi ơi ê, 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 ê. Thank you.
gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả các quý vị đang có mặt tại hội trường ngày hôm nay. Và ca khúc đầu tiên tôi anh xin gửi tới quý vị một sáng tác được mang tên Câu Quan Họ Người Ơi. Xin mời quý vị cùng thưởng thức. Oh,
người ơi. Trên đất mẹ nắng hồng
Xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được trân trọng cảm ơn các tiết mục đặc sắc của các ca sĩ, diễn viên, nhạc công của hai đơn vị đã về tham gia chương trình khánh thành ngày hôm nay. Và sau chương trình khánh thành cũng rất là mong các bác, các cô, chú, các anh, các chị có chương trình giao lưu văn nghệ. Vâng, có các bác, các cô, chú đã tập luyện rất là nhiều ngày rồi nhưng chưa được biểu diễn thì còn khoảng độ 5 đến 7 tiết mục nữa. Thì sau khi với chương trình cắt băng khánh thành xong, xin mời các quý vị đại biểu, khách quý cùng sẽ quay trở lại với chương trình giao lưu nghệ thuật. Và kính thưa các đồng chí lãnh đạo của địa phương, kính thưa các quý vị đại biểu, khách quý, thưa toàn thể đồng bào, nhân dân và quý Phật tử mười phương chư Phật. Và để tiếp theo chương trình này, ban tổ chức chúng tôi xin được trân trọng kính mời ban tổ chức sẽ trở lại với chương trình chính, lễ khánh thành chùa Làng Quỳnh, Quảng Trung Tự. Xin phép được chính thức bắt đầu. Thay mặt ban tổ chức xin cảm ơn hai MC Khánh Hoàng và Khánh Huyền, cảm ơn các ca sĩ, các câu lạc bộ văn nghệ và anh chị em đội văn nghệ của thôn đã đem lời ca, tiếng hát và biểu diễn những điệu múa rất đẹp đến phục vụ cho buổi lễ ngày hôm nay. Ban tổ chức xin được thông qua chương trình làm việc của buổi lễ cắt băng khánh thành chùa Làng Quỳnh gồm các nội dung sau. Một là chương trình văn nghệ chào mừng lễ khánh thành chùa Làng Quỳnh chúng ta đã thực hiện xong. Hai là chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu. Tiếp theo đọc diễn văn khai mạc, báo cáo tổng kết xây dựng chùa, cắt băng khánh thành, các đoàn đại biểu và cá nhân tặng hoa chúc mừng. Đại diện nhân dân phát biểu cảm tưởng. Tiếp theo là ý kiến phát biểu của lãnh đạo cấp trên. Sau đó thay mặt ban lãnh đạo thôn phát biểu cảm ơn và cuối cùng là làm lễ dâng hương. Sau buổi lễ mời quý vị đại biểu lưu lại tham quan chùa và dự bữa cơm thân mật cùng với cán bộ và nhân dân. Ở đây xin trân trọng kính mời quý vị đại biểu và toàn thể nhân dân đứng dậy làm lễ chào cờ. Chú ý. Nghiêng! Chào cờ! Chào! Quân Việt Nam đi chung lòng tiêu quốc, bước chân dồn vang trên đường ẩn người xa. Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước, dũng ngoài xa trên tốt quân hành ca. Đường vinh quang xây chiến đấu không ngừng, hiến máu ra xa trường tiến lên, cùng tiến lên nước con Việt Nam ta vững bền. Thôi, kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện cho Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban ngành đoàn thể xã Nghĩa Phương. Kính thưa các vị tăng ni Phật tử gần xa, kính thưa các vị tân khách, bà con xa quê cùng toàn thể nhân dân. Dâng cành xén thắm hương đưa, mừng ngôi Tam Bảo lắng vừa vàng hoa. Nam mô Đức Phật Di Đà, niềm vui đã thấy cánh hoa diệu thường. Quả thật như vậy, với tâm niệm có được một ngôi chùa thông thoáng làm nơi lễ Phật cho hàng tăng ni Phật tử, đó là ước mong của các tăng ni Phật tử và nhân dân Làng Quỳnh từ nhiều năm nay. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, người Việt Nam ta rất giàu đời sống tâm linh, hình ảnh ngôi chùa quê là nơi nương tựa tinh thần cho bá tánh chúng sinh. Vì vậy mà dân gian đã ca tụng hình ảnh mái chùa qua các thể loại văn thơ với câu mái chùa che chở hồn dân tộc, nếp sống muôn đời của tổ tiên. Sau bao năm tháng nỗ lực thi công, ngôi đại điện nay cũng đã hoàn thành. Trong không khí tưng bừng phấn khởi đón chào năm mới, năm 2018, một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc,
trong không khí toàn đảng, toàn quân, toàn dân ta thiết thực lập thành tích chào mừng 88 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2018. Được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân và hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, hôm nay 1 tháng 1 năm 2018, cán bộ và nhân dân làng Quỳnh rất phấn khởi và long trọng tổ chức lễ cắt băng khánh thành chùa làng Quỳnh, đưa công trình vào sử dụng phục vụ cho việc tâm linh tín ngưỡng của các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân. Lời đầu tiên, cho phép tôi và những người làm chương trình xin gửi tới các quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân lời chúc tốt đẹp nhất, chúc buổi lễ thành công rực rỡ. Tại buổi lễ cắt băng khánh thành chùa làng Quỳnh hôm nay, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu sự hiện diện của các quý vị đại biểu. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hữu Long, Bí thư Đảng ủy xã Nghĩa Phương. Xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Công Khải, huyện ủy viên, phó bí thư Đảng bộ, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, cùng các vị lãnh đạo đại diện cho các tổ chức chính trị xã hội xã Nghĩa Phương, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các ông bà là bí thư chi bộ, trưởng thôn, các thôn trong toàn xã, các ông bà là đại diện ban nhà trường, trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, để đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng sự có mặt của các quý vị. Trong buổi lễ khánh thành chùa làng hôm nay, có các đại biểu là con em quê hương đang học tập, công tác, làm ăn sinh sống trên khắp mọi miền của Tổ quốc, cùng toàn thể cán bộ và nhân dân trong làng giờ này đã có mặt đông đủ. Xin đề nghị chúng ta nổ những tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng sự có mặt của tất cả quý vị trong buổi lễ ngày hôm nay. Kính thưa các vị đại biểu, khách quý, kính thưa toàn thể nhân dân, hình ảnh ngôi chùa được hình thành và tồn tại nhiều đều gắn liền với công cuộc hoằng pháp và sinh hoạt tu tập của tăng ni Phật tử. Để hiểu rõ hơn về tâm nguyện và công tác Phật sự và sự phát triển trong tương lai của ngôi chùa mới, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Nguyễn Văn Hằng, Bí thư chi bộ, trưởng ban chỉ đạo công tác xây dựng chùa lên đọc diễn văn khai mạc. Xin trân trọng kính mời ông. Kính thưa quý vị lãnh đạo đảng, chính quyền ở địa phương, kính thưa quý khách, quý nam nữ Phật tử cùng toàn thể nhân dân khắp nơi xa gần. Thật phấn khởi và tự hào bởi giờ đây trên mảnh đất quê hương thân yêu của làng Quỳnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang đã có một ngôi chùa nơi mang nặng nghĩa tình của hồn thơ dân tộc và giàu tính trữ tình. Ban tổ chức chúng tôi vô cùng xúc động được hân hoan chào đón các quý vị khách quý, quý vị đại biểu từ bốn phương, tám hướng về đây tham dự đại lễ thành khánh thành chùa làng Quỳnh hôm nay. Kính thưa quý khách cùng quý vị đại biểu, ngôi chùa làng Quỳnh có từ thế kỷ 18, căn cứ vào bia tích còn lại tại nơi hồ chùa có tên là Quảng Trung Tự, thuộc Phủ Nạng Giang, huyện Lục Ngạn, xã Nghĩa Phương, nay là tỉnh Bắc Giang, huyện Lục Nam, xã Nghĩa Phương. Theo nhiều người, nhất là cụ Đặng Bá Thanh, năm nay 96 tuổi, người thôn Quỳnh Sành kể lại, ngôi chùa chính lúc đó có 15 gian to lớn, cùng 30 gian chùa Tam Bảo, xây dựng hoàn toàn bằng gỗ lim, cột to đường kính khoát thước trở lên, có 9 sư cụ và 20 tăng ni Phật tử. Nhà chùa còn có 13 mẫu ruộng và hàng đàn châu bò cày kéo sản xuất để sản xuất lương thực. Đến năm 1951, cuộc chống càn của bộ đội Việt Minh đóng tại chùa đình làng Quỳnh
nhiều lần đã tấn công giặc Pháp, giết và bắt sống nhiều tên, xóa sổ nhiều đồn bốt của chúng. Chính vì vậy, đến năm 1952, quân Pháp điên cuồng tập trung bắn phá và chiếm được đình và chùa. Chúng đã tháo dỡ một phần mang đi và còn lại chúng đốt phá hết. Nay chỉ còn hai tháp chùa của hai sư cụ cao to khoảng 6 mét và hai bia đá từ thời vua Thành Thái là còn nguyên vẹn. Đã từ lâu, Hội Phật giáo muốn xây dựng lại ngôi chùa, song khu đất trên đã chuyển sang xây dựng trường học, nay là trường tiểu học Nghĩa Phương 1, xã Nghĩa Phương. Chính vì vậy, cấp ủy chi bộ, ban lãnh đạo thôn cùng Hội Phật giáo, người cao tuổi đã quyết định xây dựng tái tạo lại ngôi chùa tại Hồ Đình nhằm đáp ứng nhu cầu nơi tâm linh hướng thiện của nhân dân. Kính thưa quý vị đại biểu, khách quý cùng toàn thể nhân dân, tôn giáo xuất hiện từ khi có loài người và luôn đồng hành cùng dân tộc, vượt qua muôn vàn khó khăn, đạo Phật vẫn mãi mãi tồn tại và phát triển trong lòng mỗi người dân Việt Nam. Dù ở nơi đâu hay ở phương trời xa lạ, thì hình ảnh quê hương với ngôi chùa làng, những nét văn hóa, kiến trúc đặc trưng của đình và chùa vẫn là nét đẹp trong lòng mỗi chúng ta và luôn đồng hành với mỗi tâm hồn con người từ lúc chào đời cho tới khi trở về cát bụi. Ngôi chùa cũng là nơi giải bày tâm tư thầm kín, gửi gắm niềm tin, mong nhờ cửa Phật của thế hệ hôm nay và mai sau. Được sự nhất trí và tạo điều kiện của cấp ủy đảng, chính quyền ở địa phương cùng sự phát tâm công đức quý báu của quý Phật tử và nhân dân khắp nơi xa gần, các nhà kinh doanh, doanh nghiệp, con cháu khắp nơi, mọi miền, sau 13 tháng thi công xây dựng, ngôi chùa Nàng Quỳnh đã được hoàn thành, đứng giữa hai thôn trông thật uy nghi, mang đậm bản sắc dân tộc và mãi mãi trường tồn với thời gian. Tọa trên tòa sen ngự trên mặt hồ thơ mộng là bức tượng Phật Bà Quan Âm Bồ Tát, người cho niềm tin mỗi cuộc đời với pháp thuật tinh thông cứu giúp con người qua cơn khổ nạn, như một điểm tựa tinh thần cho mỗi tâm hồn Phật tử. Kính thưa quý vị đại biểu, chùa Nàng Quỳnh cũng là điểm tâm linh du lịch khi quý khách về thăm, bởi sự kết hợp hài hòa với cây đa, bến nước, sân đình và hồ sen thơ mộng với con đường bao quanh, tạo nên hình ảnh nàng quê thật gần gũi, tươi đẹp như trong bài thơ Nàng Quỳnh Thân Yêu của thầy giáo Nguyễn Duy Kền đã viết: Hè về sen nở đầy hoa, hương thơm lan tỏa Na Đà xa đưa, vút cong dáng cổ chùa xưa, Phật Quan Âm tọa sớm trưa ban lành, bóng người nồng lộng trời xanh, tô thêm cảnh đẹp bức tranh quê mình. Kính thưa quý vị đại biểu cùng toàn thể nhân dân, đất nước ngày càng đổi mới, đời sống kinh tế ngày càng phát triển, sự kết hợp giữa đạo và đời luôn hòa quyện và tồn tại suốt thời gian. Trên tinh thần đó, trong không khí trang nghiêm hòa hợp của những người hướng về điều thiện, hòa cùng niềm vui của toàn thể nhân dân Nàng Quỳnh và thập phương xa gần, người góp công, người góp của để xây dựng thành công ngôi chùa và cũng là góp phần xây dựng quê hương ngày càng đổi mới và giàu đẹp. Thật tuyệt vời, bởi tất cả chúng ta cùng chung tay gom những hạt nắng vàng điểm tô cho khoảng trời Nàng Quỳnh yêu thương. Thật là non xanh là bởi nhiều cây, thành công nhờ bởi bàn tay con người. Xin trân trọng cảm ơn và kính chúc sức khỏe quý vị đại biểu, quý khách xa gần cùng toàn thể nhân dân đã chung tay xây dựng thành công ngôi chùa Nàng Quỳnh thật tráng lệ cùng với sự thành công của đại lễ hôm nay. Thật thay mặt ban tổ chức, tôi xin trân trọng khai mạc đại lễ khánh thành chùa Nàng Quỳnh, xã Nghĩa Phương, huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và kính mời ông Phạm Văn Long, trưởng thôn, lên đọc báo cáo kết quả xây dựng chùa. Xin trân trọng kính mời. Báo cáo công tác xây dựng chùa Làng Quỳnh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý quan khách cùng toàn thể bà con nhân dân khắp nơi xa gần. Nhờ sự phù hộ độ trì của Đức Tam Bảo, lương nhờ vào sự giúp sức của các chư tôn đức cùng Phật tử khắp nơi xa gần, mà công trình chùa Làng Quỳnh ngự giữa hai thôn Quỳnh Cả và Quỳnh Sành đến hôm nay đã hoàn mãn. Trong niềm vui hân hoan được đón tiếp quý khách xa gần về dự buổi lễ khánh thành chùa Làng Quỳnh, thay mặt cho Ban Kiến thiết xây dựng, tôi xin trình bày bản báo cáo tổng kết công tác xây dựng chùa. Kính thưa quý Phật tử, quý khách xa gần, chùa Làng Quỳnh còn có tên gọi là Quảng Trung Tự, có từ thế kỷ 18 tại nơi bãi chùa, nay là trường tiểu học Nghĩa Phương 1. Tới nay, với ý nguyện xây dựng một ngôi chùa làng đã có từ năm 2015, do Hội Phật giáo của hai thôn khởi xướng và phát động với tâm nguyện xây dựng một ngôi chùa mới nhằm tách riêng giữa đình và chùa. Cho tới tháng 10, 2016, được sự chấp thuận của các cấp giáo hội, sự đồng ý của cấp ủy chi bộ, chính quyền cùng các ban ngành đoàn thể hai thôn, sự hưởng ứng nhiệt tình của bà con nhân dân đã tán thành ý nguyện xây dựng một ngôi chùa mới và thống nhất chọn địa điểm nơi đây làm chính điện. Đồng thời, tổ chức thành lập một ban kiến thiết xây dựng, gồm đại diện cấp ủy, chính quyền, đại diện các ban ngành đoàn thể, đại diện các cụ Hội Phật giáo, Hội Cụ Đình hai thôn, và nhất trí cử bà Nguyễn Thị Tích, đại diện Hội Phật giáo, làm trưởng ban xây dựng, gồm 15 thành viên. Đồng thời, ban kiến thiết xây dựng chùa đã tổ chức đi tham quan nhiều mẫu chùa trong tỉnh và đã thống nhất chọn mẫu chùa để xây dựng với hình thức ba gian hai trái. Thống nhất chọn nhà thầu xây dựng là ông Giáp Văn Hiến tham gia xây dựng chùa. Và biên bản hợp đồng được ký ngày 15 tháng 10, 2016. Và lễ khởi móng được bắt đầu ngày 8 tháng 12 năm 2016. Chùa Làng Quỳnh có kích thước tổng là 132 m², trong đó phần hậu cung có chiều dài là 6,95 m, chiều rộng là 5,21 m, chiều dài của gian ngoài là 12,26 m, chiều rộng là 7,75 m, với giá thành hợp đồng xây dựng là 5.200.000 đồng trên mét vuông. Tính theo diện tích nghiệm thu thì ngôi chùa có giá trị bằng 800 triệu đồng. Phần khuôn viên ngoài bao gồm phần sân, cạp bờ hồ, lạo vét lòng hồ, xây bờ tạo cảnh quan xung quanh hồ, trị giá 300 triệu đồng. Như vậy, tổng số kinh phí của ngôi chùa và khuôn viên là 1 tỷ 100 triệu đồng. Chùa Làng Quỳnh được xây dựng hoàn toàn bằng bê tông cốt thép, từ móng, cột, trụ, câu đầu, lóc, hoành là liền khối. Phần còn lại bằng gỗ lim, gồm có dui và cửa chính. Ban xây dựng cùng Hội Phật giáo tổ chức vận động Phật tử xa gần ủng hộ 90 ngày công giúp phần chuyển ngói, chuyển gạch, bơm nước, san lền, đầm lền. Ban xây dựng thuê máy nạo vét lòng hồ, đổ đất cạp sân chùa, đắp bờ xung quanh hồ, đồng thời vận động anh em các đội thợ xây cùng bà con nhân dân, các ngành đoàn thể, công đức 250 công phụ giúp xây cạp bờ xung quanh hồ, chống sạt lở. Và đặc biệt nhờ sự phát tâm công đức của Phật tử xa gần được số ngân lượng là 600 triệu đồng. Đã chi trả nhà thầu được 530 triệu đồng, số còn lại phải thanh toán tiếp, bao gồm cả công trình xây dựng sân chùa, khuôn viên xung quanh hồ, bệ tượng Quan Âm là 470 triệu đồng. Nhà chùa sẽ tiếp tục còn phải trông nhờ vào sự gia tâm công đức của quý khách xa gần và sẽ dần trả vào những năm tới. Rất mong quý Phật tử
để dành ngân lượng phát tâm ủng hộ, phụ giúp ban xây dựng chùa hoàn thành các phần còn lại của cảnh quan du lịch tâm linh đặc biệt này. Sự công đức của các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và các gia đình có từ 5 triệu đồng trở lên gồm 30 người, từ 3 triệu đồng tới 5 triệu đồng có 50 người, từ 1 triệu đồng tới 3 triệu đồng 110 người, từ 500.000 đồng tới 1 triệu đồng là 370 người. Trong tổng số 1.050 Phật tử đã phát tâm công đức ngân lượng mà ban xây dựng và kiến thiết chúng tôi đã nhận được tính cho tới ngày 30 tháng 12 năm 2017. Nhân đây, ban kiến thiết xây dựng chùa xin cảm ơn sự phát tâm công đức của Phật tử xa gần, coi như đã góp những viên gạch đầu tiên và động viên chúng tôi vượt qua mọi khó khăn để hoàn nguyện công trình này. Đồng thời, tạo lên khu thắng cảnh du lịch đẹp cũng là nhờ sự đóng góp rất lớn của hơn 400 hộ gia đình dùng nước sạch và đại diện là ban nước sạch đã trích quỹ phát tâm ủng hộ công đức 70 triệu đồng và công đức bức tượng Quan Âm Bồ Tát nguyên khối đá hoa cương trị giá 108 triệu đồng. Cùng tạo dựng một đài phun nước giữa lòng hồ tạo thành một cảnh quan thật tráng lệ. Ban xây dựng xin ghi công ơn của Cơ Cánh Cụ Sung ở thôn Tó đã công đức bức tượng ngôi chúa giếng. Ông bà Tĩnh Hường công đức bát hương công đồng, ông Lê Đình Thụy công đức đôi lục bình tứ quý. Ông Vũ Di Hòa công đức bộ hành phi câu đối, công đức số kinh phí giải sỉ sân chùa trị giá 40 triệu đồng. Ngoài ra còn có bà Nguyễn Thị Xoan, bà Nguyễn Thị Ca, ông Phạm Văn Đạo cũng đã công đức cột cờ, lá cờ hỗ trợ cho chùa. Phần hỗ trợ đặc biệt với những dòng chữ nho đắp lỗi trên nóc, trên câu đầu, hai bên cánh gà chùa là do thầy Đặng Bá Quyết, thầy Nguyễn Di Kền và phần phụ giúp của anh Phạm Văn Phương. Chúng tôi không thể không kể đến việc đã hiến đất xây dựng chùa của gia đình ông Vũ Di Tám trị giá hàng chục triệu đồng. Ban xây dựng xin cảm ơn sự giúp sức nhiệt tình của các cụ đình như cụ Nguyễn Văn Hiếu, cụ Bùi Xuân Tĩnh đã thức trắng đêm bơm nước hồ để cho máy thi công. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận sự đóng góp công đức của các anh em đội xe đã dành 2 ngày công chở đất đổ sân chùa. Như 1. Anh Đặng Bá Kha ở Quỳnh Cả, 2. Anh Bùi Văn Hải ở Quỳnh Cả, 3. Anh Phạm Văn Dũng ở Quỳnh Cả, 4. Anh Trần Văn Long ở Quỳnh Sành, 5. Anh Phạm Văn Hoàn ở Quỳnh Sành, 6. Anh Nguyễn Văn Sinh ở Quỳnh Sành, 7. Anh Đặng Công Trí ở Quỳnh Cả, 8. Anh Nguyễn Văn Khi ở thôn Tó, 9. Anh Nguyễn Văn Quân ở thôn Nghĩa An, 10. Anh Nguyễn Văn Đảm ở Quỳnh Sành. Ban kiến thiết xây dựng chùa không thể quên ơn các Phật tử, quý khách xa gần, các doanh nghiệp, các nhà tài trợ hảo tâm, người góp công, người góp của, trợ giúp cho ban kiến thiết xây dựng từ ngày khởi công cho tới ngày hôm nay. Sự phát tâm công đức của quý khách, Phật tử xa gần và nhân dân khắp nơi được bao nhiêu, xin dâng cúng lên Tam Bảo, cầu cho Phật Pháp anh minh, phù hộ, độ trì cho bổn chúng. Ban kiến thiết xây dựng chúng tôi sẽ công khai danh sách phát tâm công đức trên bảng thông tin của 2 thôn Quỳnh Cả và Quỳnh Sành để nhân dân khắp nơi xa gần cùng được biết. Và cuối cùng, thay mặt ban kiến thiết xây dựng chùa làng Quỳnh, xin kính chúc quý khách Phật tử, bà con nhân dân khắp nơi xa gần đã bớt chút thời gian và ngọc về dự buổi lễ cắt băng khánh thành chùa làng Quỳnh, luôn luôn cát tường như ý, mãi mãi là những Phật tử chân thành, hộ trì nơi Tam Bảo, mãi mãi bình an và hạnh phúc. Xin chân thành cảm ơn. Trọng kính mời ông Nguyễn Công Khải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, lên lễ đài làm lễ cắt băng khánh thành chùa. Xin trân trọng kính mời ông Nguyễn Văn Hằng, Bí thư chi bộ Quỳnh Sành, lên lễ đài làm lễ cắt băng khánh thành chùa.
xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Năm, Bí thư chi bộ Quỳnh Cả lên lễ đài làm lễ cắt băng khánh thành. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Long, trưởng thôn Quỳnh Cả lên lễ đài làm lễ cắt băng. Xin trân trọng kính mời ông Phạm Văn Đô, trưởng thôn Quỳnh Dành lên lễ đài làm lễ cắt băng khánh thành chùa. Bí thư Đảng ủy, kính thưa các đồng chí thường trực Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, các ngành đoàn thể của xã, kính thưa các vị khách quý, các vị đại biểu, các tăng ni Phật tử, thưa toàn thể nhân dân. Trải qua hàng nghìn năm, xưa kia Nghĩa Phương chỉ có ba nàng cổ, đó là nàng Quỳnh, nàng Dồm và nàng Nẹ Ngạc. Ba nàng cách đây vài chục năm vẫn còn lưu giữ được nhiều kiến trúc cổ như cổng nàng, cổng chùa và đường nàng, cổng nhà của mỗi gia đình, bề thế. Đặc biệt là mỗi nàng đều có một ngôi chùa và một ngôi đình được xây dựng hàng trăm năm. Các đường nét văn hoa, họa tiết còn lưu lại ở một số chi tiết của một số ngôi đình, ngôi chùa. Sau những năm giặc Pháp đô hộ, chúng đã càn quét đốt phá, tháo dỡ những ngôi đình, ngôi chùa lấy gỗ, kè hầm, làm nơi đóng quân của chúng. Sau hòa bình lập lại, trong hơn 60 năm qua, nhiều ngôi đình, ngôi chùa đã được tôn tạo và trùng tu sửa chữa như chùa, đình, nàng Dồm, nàng Ngạc, đặc biệt còn giữ được nguyên các ngôi tượng cổ như chùa, nàng Ngạc hiện nay. Kính thưa các vị đại biểu, thưa toàn thể quý khách, các tu nhân Phật tử, với nàng quê Việt Nam, hình ảnh được gợi lên trong mỗi chúng ta qua những câu văn thơ, qua những tư liệu đều cho thấy hình ảnh cây đa bến nước Sơn Đình thể hiện một nàng quê đầm ấm thân thương, thể hiện một sự đoàn kết là nơi hội tụ tình cảm tâm linh, các nét đẹp văn hóa của một vùng quê dân tộc ta. Kính thưa các vị đại biểu, nàng Quỳnh là một trong ba nàng cổ của xã Nghĩa Phương, một nàng quê chủ phú đầm ấm trong bao đời nay. Các ngôi đình chùa đều được xây dựng từ thế kỷ 17-18, có thể được gọi là hàng trăm năm qua. Qua các triều đại phong kiến và đến nay vẫn còn lưu lại được giá trị lịch sử ở bảo tồn, bảo tàng của tỉnh Bắc Giang và được lưu vào sử sách. Chùa Quỳnh qua khảo lục tồn tại trên bia đá cho thấy chùa được gọi tên là Quảng Trung Tự. Khắc vào thời đầu thế kỷ 18, chùa Quỳnh và đình Quỳnh ngày xưa được các cụ đặt ở hai đầu làng của mỗi làng, thể hiện một nét đẹp văn hóa tâm linh, vừa giá trị với truyền thống của dân tộc Việt Nam. Từ khi giặc Pháp phá hoại, chùa Quỳnh chỉ còn hai ngọn tháp, qua quá trình năm tháng vẫn mặc nhiên tồn tại với sự bào mòn khắc nghiệt của thời gian. Chùa vẫn được sự chung tay góp sức, chưa khơi dậy được lòng từ bi của Phật tử tăng ni của các cụ hội Phật giáo. Do vậy, khu đất chùa đã được dành là nơi xây dựng trường học cho con em địa phương. Như chúng ta đã biết, chùa là nơi hội tụ của các Phật tử tăng ni của các cụ Phật giáo trong làng, là nơi tu hành học đạo, lấy đức, bỏ ác, lấy thiện làm đầu, là nơi tĩnh tâm cho những phiền muộn, là nơi học và tìm hiểu giáo lý Phật Đà, là nơi, là trốn cho những ai phiền muộn, muốn vắng cảnh chùa để tìm nơi thanh thản. Nơi cửa Phật,
Chùa không những là nét đẹp văn hóa tâm linh, còn là các di sản văn hóa cho muôn đời. Nghị quyết Trung ương 5 khóa 8 đã khẳng định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Có thể nói, văn hóa ở mỗi chúng ta, từ lời nói đến tư duy, từ suy nghĩ hành động, từ mỗi gia đình đến xã hội và tâm linh hiện tại. Hôm nay được về dự với lễ khánh thành ngôi chùa Quỳnh, một ngôi chùa khang trang bởi biết bao ý nguyện của các cụ Phật giáo trong làng, bởi biết bao tinh thần, sức lực, sự lao động, nhiệt tình của mọi người dân của hai thôn, đặc biệt là sự chung tay đóng góp công đức của mọi người và sự vào cuộc của các nhà hảo tâm, con em thành đạt đã phát tâm công đức xây dựng ngôi chùa đẹp như ngày hôm nay. Tôi mong muốn và đề nghị giữa hai làng Quỳnh sẽ đoàn kết hơn nữa, đóng góp và xây dựng nhiều những công trình phúc lợi, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng xã Nghĩa Phương ngày càng giàu đẹp. Nhân đây xin được tiếp tục phát tâm công đức tới các đại biểu, toàn thể nhân dân công đức vào xây dựng vào đền Suối Mỡ, để trong năm 2018 này khánh thành, đây cũng là tâm nguyện của mọi người dân Nghĩa Phương và trả ơn Thánh Mẫu Thượng Ngàn Suối Mỡ. Thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo xã, một lần nữa chuẩn bị bước sang năm mới, xin được kính chúc các vị đại biểu, các vị khách quý, toàn thể nhân dân có một sức khỏe dồi dào, mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc hai thôn ngày càng đoàn kết để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Và nhân trong buổi ngày hôm nay, thay mặt cho các đồng chí lãnh đạo của Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, xin được tặng ban tổ chức xây dựng chùa làng Quỳnh một lãng hoa và công đức vào chùa là 5 triệu đồng. Xin mời đại diện của các đồng chí ban tổ chức lên nhận. Cảm ơn lời phát biểu của ông Nguyễn Công Khải. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức xin giới thiệu ông Phạm Văn Tờ, đại diện cho nhân dân làng Quỳnh nên phát biểu cảm tưởng. Xin trân trọng, xin mời ông Tờ. Nam mô Thích Ca Di Đà. Kính thưa các vị lãnh đạo, kính thưa các vị khách quý cùng toàn thể nhân dân. Tôi là công dân của làng Quỳnh, nay tôi đã gần 60 tuổi, những năm đã qua chưa được chứng kiến sự kiện nào quan trọng đối với người làng Quỳnh thân yêu như sự kiện này. Thật vui mừng và sung sướng, làng Quỳnh được tai nghe mắt thấy sức mạnh của toàn dân làng Quỳnh dưới sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc xây dựng quê hương. Thế là từ nay người dân làng Quỳnh có thêm một công trình văn hóa tâm linh, nơi mà ông cha ta thường nói, trẻ vui nhà, già vui chùa. Đình tổ bảo tôi tin rằng chúng ta sẽ được Phật trời che chở, phù hộ độ trì, cuộc sống ngày càng ấm no hạnh phúc, có được niềm vui như hôm nay. Tôi xin cảm ơn Đảng, Bác Hồ, cảm ơn chi bộ cùng chính quyền hai thôn đã tập hợp được toàn dân trong khối đại đoàn kết của làng để làm nên sự kiện trọng đại này. Là người dân được sống trong tình làng nghĩa xóm, tôi xin nguyện cùng mọi người phát huy truyền thống đoàn kết, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Nhân dịp đầu xuân năm 2018, xin kính chúc quý vị đại biểu, quý vị khách quý cùng toàn thể nhân dân sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Thật là chùa chùa làng mở hội đón xuân, thắm sắc cờ hoa, đẹp nụ cười, phấn khởi, vui mừng chào bạn hữu. Xin chân thành cảm ơn. Cảm ơn ý kiến phát biểu của ông Phạm Văn Tờ. Tiếp theo chương trình, bây giờ là đến phần tặng hoa và quà chúc mừng lễ cắp đăng khánh thành. Thank you.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa các vị đại biểu đại diện cho Đảng, chính quyền và các ban ngành xã Nghĩa Phương. Kính thưa đại diện chi bộ, chính quyền, ban ngành các thôn trong xã, chư vị khách quý, quý mạnh thường quân, quý doanh nghiệp, quý con em nhân dân, quý Phật tử cùng toàn thể nhân dân. Đại lễ khánh thành chùa Quảng Trung làng Quỳnh đến đây là thành tựu viên mãn. Thay mặt cho ban tổ chức, tôi xin thành tâm đảnh lễ và tri ân các vị đại diện Đảng, chính quyền xã, các thôn trong xã đã đáp lời mời của chúng tôi về đây tham dự. Sự hiện diện của các quý vị thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình cảm đối với nhân dân làng Quỳnh chúng tôi. Xin được kính chúc các quý vị mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao cho. Xin trân trọng tri ân các đoàn đại biểu, khách quý, các quý cơ quan, các hội đoàn và con em nhân dân đang công tác làm ăn khắp nơi đã về dự lễ. Xin chúc các quý vị sức khỏe và hạnh phúc luôn thành đạt trong cuộc sống. Xin cảm ơn sự phát tâm công đức, những bó hoa tươi thắm và những phẩm vật ý nghĩa mà các quý vị đã trao tặng trong đại lễ hôm nay. Chân thành cảm ơn tới toàn thể quý vị Phật tử xa gần lời tán dương công đức, nguyện cầu Đức Phật luôn gia hộ cho quý gia vị và gia đình luôn bình an, mạnh khỏe, vạn sự được như ý, cát tường. Nhân đại lễ này, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các đoàn thợ xây cùng toàn thể nhân dân đã đóng góp công sức xây dựng thành công ngôi chùa làng Quỳnh mà hôm nay tổ chức khánh thành. Nguyện cầu Tam Bảo gia hộ quý vị sức khỏe, công việc thuận lợi, gia đình hạnh phúc. Trong buổi đại lễ này, xin được cảm ơn các ban, tổ, hội, từ tiếp tân đến hậu cần, phục vụ và vân vân đã tích cực góp phần cho buổi lễ thành công tốt đẹp. Và trong suốt quá trình diễn ra buổi lễ, mặc dù ban tổ chức rất cố gắng nhưng chắc chắn không sao tránh khỏi những điều còn sơ sót. Việc đón tiếp phục vụ quý vị, ngưỡng mong quý vị liệm tình hoan hỷ, thông cảm. Một lần nữa, thay mặt cho ban tổ chức, xin được chân thành cảm ơn.
một nhà.